Xin chào ngày mới tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà mình. Hôm nay rất là đặc biệt nha, tại vì do không có thời gian đi chơi nhiều á, chỉ có ngày chủ nhật cuối tuần thì hôm nay mình quyết định mình sẽ thử nghiệm một việc cực kỳ lớn lao cho cuộc đời mình, 25 năm cuộc đời, đó là mình sẽ tẩy tóc ngày hôm nay. Mình sẽ tẩy tóc và nhuộm một cái màu là màu xám khói ánh tím. Hôm nay là lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên tẩy tóc không có ra tiệm, tại vì em trai mình sẽ là người thực hiện cái mái tóc của mình. Ok, thì bây giờ đợi nghe nói thời gian dự định cho cái đầu của mình là 4 tiếng đồng hồ. Sau 4 tiếng thì mình sẽ trổ tài nấu món lẩu Mông Cổ ở bên Mỹ mình hay nấu cho mọi người ăn. Nên là bây giờ mình cùng nhau thực hiện việc làm cái đầu trước, nhuộm cái đầu, thay đổi cuộc đời cũng như thay đổi nồi lẩu. Được thưởng thức món mới và cho anh em gia đình mọi người cùng nhau được thưởng thức một cái món lẩu mới mà ở gia đình ở bên kia mình hay nấu, mà ở đây thì ít thôi nhưng mà ở bên kia mình hay nấu. Ok, thì bây giờ đi nhuộm tóc trước đi. Nói xàm nó đi ngoài hồi nó chửi giờ, thở nó đợi nãy giờ. Mới mua đi dép, thật là dễ thương. Mới mua đi dép mới, đi mua đi dép về. Cái màu tóc mình nhuộm này là không có theo yêu cầu của mình hay gì hết, mà là hoàn toàn là cái là mình chỉ nói với em trai mình là mình muốn thay đổi một chút xíu, mình không có muốn tối ngày nhuộm màu màu nâu, màu mấy cái màu nhạt nhạt nữa, mà là muốn cái màu nó gọi là nó thay đổi xíu. Thì ổng tự quyết định tự mua màu về làm cho mình luôn. Là màu gì xám, anh à, xám cho ánh tím gì đó. Mà bữa giờ dưỡng cái da đầu lại, ổng mua gì cho em trai mình, nó mua gì cho mình dưỡng cái da đầu nó chắc lại rồi, nên là hôm nay cũng còn thấy đau á, thấy khỏe hơn. Giờ khỏe hơn thì quyết định hành xác nó tiếp. Thấy cái đầu mình vàng khè không? Mình mới vừa tẩy tóc xong luôn á. Do là mình bị nhát với lại da đầu yếu á, nên là mình sẽ tẩy cách cái chân tóc để cho nó không có cảm giác được là bị đau á. Nhưng mà màu ra thì như thế nào? Hỏi thằng làm tóc á, chưa biết. Và lợi tới cuối video mới biết là cái thành quả như thế nào. 40 phút nữa. 40 phút nữa. Nhưng mà nói chung là khi mà nó tẩy tóc cho mình á, mình cảm giác ở đây nó bình thường à, nó cũng không khô, cũng mịn, cũng thơm. Với lại không bị rát, không có cảm giác gì hết á. Nói chung là tẩy giống như không tẩy vậy thôi à. Bây giờ nhuộm không biết có đau hay không thì không biết. Nó nói nhuộm có chút xíu hơi rát rát. Chê, ổng đang pha thuốc nữa kìa, giờ đợi ổng. Nên là mai mốt mà ai mà làm tóc là liên hệ Vĩnh Phúc làm tóc. Làm cái gì? Làm tóc dạo, làm tóc tại nhà. Làm chui. Làm chui. Ủa cái làm này đâu có cần bằng đâu đúng không? Lần đầu tiên mà em nhuộm một cái đầu màu cháy như vậy luôn á. Dạ mang thiệt. Về tối nay dắt đi xăm hình nữa, xăm bít cái tay. Dép dễ thương không? Đi mua này dép, dễ thương quá. Mấy cái bịch này là mình hồi nãy chị cắt bỏ hết một bịch rồi, tức là xài xong là cứ cắt bỏ vậy hả? Ừ. Tính là hợp vệ sinh hơn á ha. Ừ. Thank you.
Vậy là cái thành quả của mình ngồi 4 tiếng không Phúc? Tầm gần 4 tiếng đã ra. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình nhuộm một cái màu gọi là rất là khác bình thường với mình hay nhuộm. Nói chung là thấy cũng đẹp. Sẽ có nhiều người thắc mắc là cái chân tóc không? Tại vì mình không có chịu được đâu nên là mình không có tẩy chân tóc, nên là mình sẽ để giữ vậy, làm dưới này thôi. Mình tính là nếu mà sang lần sau mà mình thích màu nào đó, mình nhậm lên cho nó chiếu hơn nữa, nhậm màu đỏ chẳng hạn, hoặc là màu hồng cũng được. Mình nói vậy thôi chứ thì ra đây là cái thành quả nãy giờ của hai chị em làm. Cái đầu nhìn em trai mình nói là có nhiều chỗ nó vẫn còn chưa có đều á, là do cái tóc của mình nó không có gọi là sao ta, giống như tẩy nhiều chất tẩy hay là tẩy hai lần á, mình chỉ tẩy một lần thôi và tẩy nhẹ, tẩy rất là nhẹ, không có cảm giác gì hết á. Đó, nên là thành quả đen đen. Ok, thì bây giờ quên nữa. Hôm nay mình muốn nói với mọi người là hôm nay mình chỗ tài nấu lẩu Mông Cổ. Giờ mình đi chuẩn bị đồ ăn nha. Rồi cho chồng mình thì cắt tóc. Rồi sau lát nữa mình sẽ ăn uống, ngồi đây nói chuyện chơi với nhau và là kết thúc thêm một ngày cuối tuần của mình. Ok, let's go. Bé. Phú mới đừng nhìn chị, Phú mới nhìn chị ngại Phú. Ơi cái anh gì ơi, em đây chưa chồng anh có biết không? Ơi cái anh gì ơi, ơi cái anh gì ơi. Cái nồi lẩu này là mình nấu theo cái kiểu lẩu Mông Cổ ở bên mình hay ăn, rất là đa số thường ở bên kia mình rất hay ăn cái món lẩu này. Còn người ở Việt Nam mình đó thì thường là ăn lẩu thái chua cay, lẩu gà, lẩu nấm. Vị lẩu này á là những cái là còn trẻ, như bạn mấy người trẻ trẻ tuổi á đi ra, giống như đi Vincom hay là đi thành phố hay là đi Biên Hòa thường hay ăn lẩu của Hai Đi Lao á, cái mùi nó cũng tựa tựa giống như dạng vậy á. Thì hôm nay mình nấu thử cho người nhà mình ăn. Có cái hình như có một phần lần không lâu là mình có lần nói mình đi Bixi mua thịt bò lát á, để ngày hôm nay mình nấu lẩu nè. Mình xếp ra cái dĩa cho nó dễ nhìn hơn. Rồi mình có mua thêm sách bò, thịt nai, mua mực, mua tôm. Rồi ở trong cái nồi của mình có thịt gà nữa. Mình không có mua nhiều đồ ăn là tại vì không muốn mua quá nhiều á, quá nhiều ăn bị ngán, nên là mình không mua nhiều, mua ít thôi. Còn ở bên này mình có rau bắp chuối, củ sen, nấm, rồi rau sống ăn kèm. Cái cục này là hai cái cục này bữa mình đi mua ở Bixi á, mình thích ăn lắm nên mình mua luôn. Rồi hôm nay chiên ăn luôn. Còn cái món gỏi này nè, là hôm qua mình đi dọc đường về mình thấy người ta bán rau càng cua á, là mình mua về cho mẹ hôm nay làm gỏi với rau càng cua với thịt ăn. Còn cái chai nước sốt này nè, đây là mình cũng mang từ bên Mỹ về luôn á, là hồi bữa mà mình đóng thùng đồ nặng nặng á là cũng góp phần của ảnh á, là mình mang về chung để nên nấu lẩu ăn đó. Ok, thì bây giờ mình cùng mọi người ăn buổi tối nha. Còn nếu mà kêu mình review cái đồ ấy, làm cho cái review cho cái đồ ăn này thì mình cố biết review sao hết á, tại vì mình là người nấu ra thì mình sẽ cảm thấy rất ngon. Còn muốn biết ngon hay dở thì đợi người nhà mình ăn rồi mới cho cảm nghĩ và ý kiến thôi. Ok, thì bây giờ mình cùng gia đình và mọi người ăn lẩu và chiêm ngưỡng mái tóc mới làm của tôi. Ok, ăn thôi. Mở ra lên. Vậy là nãy giờ mình và cùng mọi người ăn hết nồi lẩu rồi. Mình mua 2 ký mì mà mình đã há lộn. Mua 1 ký mì, mình đang hết nửa ký mì, còn lại nửa ký mì. Nước sốt của mình cũng hết. Còn gia vị đồ ăn thì cũng hết hết. Mẹ thấy sao? Thấy ngon. Ngon. Ngắn gọn xúc tích. Đâu mà mẹ ở đây mẹ ăn qua cái lẩu tựa tựa bạn qua chưa? Chưa ăn cái lẩu bò với nấm với cái phần này thì chưa, hôm nay lần đầu tiên ăn thì mà cảm thấy là ăn nó có hợp khẩu vị, nó cũng ngon. Cũng ngon phải không? Cái này tại vì nấu không có phải là nấu hoàn toàn bằng cái gói đó, mà là mình có nêm theo kiểu cái khẩu vị của mình á. À Điện ơi, Điện. Được. Miệng ok đó. À miệng ok ha. Anh Phúc ngon, anh Phúc phải khen em chứ. Hôm nay em nấu cho mọi người ăn, ngon đúng không? Còn cái thằng em trai của mình nó kêu là nó no rồi, nên là bây giờ nó nói lúc đầu ngon thôi, bây giờ nó quá ngán rồi, nó không biết nói sao. Nó là ổng ăn quá nhiều á, bây giờ no rồi, ngồi thở bên kia kìa, trần trụi bên kia thở. Bảo sao ngon? Ngon hả? Anh này ảnh khen cái ngồi cái nước sốt của mình nãy giờ. Nói chung là cái gì bên này ngon.
Hết luôn hả? Rất là lạ, rất là ngon nha. Dạ nó là dĩa bò. Ngon đúng không? Ngày hôm nay mình nấu cái món này đúng lý là cái sốt này mình làm hết nguyên một hộp luôn, nhưng mà không, mình chừa lại để dài một sốt bò này cũng ngon. Có dịp mình sẽ đi mua cái gia vị lẩu của Haidilao á với lại cái lẩu cà chua về mình nấu thử cho mọi người ăn. Thì mình nghĩ là cái video mình cùng mọi người thưởng thức cái món lẩu đến đây đã kết thúc. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Nếu mà mấy bạn yêu thích kênh của mình thì mấy bạn nhớ ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của mình nha. Lẩu này là lẩu Mông Cổ. Lẩu này là giống như lẩu của người Trung Quốc á. Có nhiều người gọi là lẩu Tứ Xuyên. Mình cũng không biết cái tên chính xác, nhưng mà theo mình là mình đặt tên nó là lẩu Mông Cổ. Mình cùng gia đình đã thưởng thức hết cái món lẩu Mông Cổ. Và bây giờ không uống nước ngọt mà cái mùi đỏ chót. Uống cái gì mà đỏ? Hello. Nên là mình nghĩ video của mình sẽ ngừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Nếu mà mấy bạn yêu thích kênh của mình thì mấy bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của nhà mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Ok.